Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí Cbiz. Hôm nay sẽ là những tin tức nào đây? Trước khi đến với những tin tức ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn vào nút subscribe và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Và bây giờ sẽ là tổng hợp những tin tức thú vị ngày hôm nay. Chỉ một thời gian ngắn sau khi khởi quay, nhưng bộ phim An Lạc Truyện của cặp diễn viên chính Cung Tuấn và Địch Lệ Nhiệt Ba đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chưa biết nội dung thế nào, đầu tư sản xuất ra sao, nhưng chỉ riêng tạo hình trai xinh gái đẹp của cặp đôi chính và nam thứ Lưu Vũ Ninh đã khiến fan thích thú đứng ngồi không yên chờ đợi. Có lẽ cũng bởi vì thế mà thời gian gần đây An Lạc Truyện liên tục bị lộ những hình ảnh hậu trường của các nhân vật chính trong phim, thậm chí nhiều dân mạng còn ngán ngẩm đặt cho phim biệt danh là An Lách Phẩm, nhưng vẫn phải công nhận loạt ảnh không chê vào đâu được. Mới đây nhất thì netizen lại chú ý đến loạt ảnh hậu trường phim được hé lộ, trong đó có cảnh Nhiệt Ba Cung Tuấn tình tứ bên nhau, nhưng dường như mọi sự quan tâm của khán giả đều dành cho một nhân vật nhí mới xuất hiện. Cụ thể, ở tấm hình hậu trường đầu tiên thì Nhiệt Ba đang chăm chú đưa tay lên mặt Cung Tuấn, dường như muốn chạm vào mặt của nam diễn viên. Trong khi đó thì Cung Tuấn cũng đáp lại bạn diễn bằng một nụ cười trìu mến. Dù là ảnh tĩnh nhưng người hâm mộ vẫn cảm nhận được bầu không khí cực ngọt ngào, hứa hẹn sự bùng nổ phản ứng hóa học của cặp đôi trong phim. Tuy nhiên thì fan càng quan tâm hơn đến hai tấm ảnh khác chụp Nhiệt Ba với một nhân vật tí hon. Cậu nhóc tỏ ra vô cùng thân thiết, luôn bám dính theo đôi cô nàng, thậm chí còn xuất hiện trong hai tạo hình khác nhau của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhân vật này khiến fan nghi ngờ phải chăng chính là con trai của Nhậm An Lạc và Thế Tử Hàn Diệp do Nhiệt Ba và Cung Tuấn thủ vai. Chưa dừng lại ở đó thì dân mạng còn lan truyền cả đoạn clip một nhà ba người Hàn Diệp, An Lạc và con trai cùng đi dạo. Khoảnh khắc không chỉ ngọt ngào ấm áp mà còn khiến fan phải suýt xoa. Đây đúng là gia đình cực phẩm visual. An Lạc Truyện có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng. An Lạc và Hàn Diệp cùng nhau sát cánh, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận đem lại bình an cho bách tính. Sau này thì Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau tận hưởng hạnh phúc thái bình. Hiện tại thì An Lạc Truyện vẫn đang trong thời gian ghi hình, chưa có lịch phát sóng chính thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay thì hãy like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật những tin tức mới nhất quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những bản tin tiếp theo.